Đây có chốt đây, các bạn gỡ chốt ra, các bạn ấn mạnh lên là cái chốt này nó sẽ tự bung ra, và mình sẽ dùng một cái tay mình đẩy nhẹ qua thôi và mình để xuống, đó là cực kỳ nhanh luôn. Tháo pin cũng cần, tháo pin thì cũng cực kỳ đơn giản luôn, chỉ cần dùng chìa khóa, các bạn đẩy qua một cái thôi là cục pin ra. Đây mình đẩy ra cho các bạn nè, kéo ra ngoài luôn, cục pin lithium 48V, lithium 48V ha, gói gọn trong cái bàn tay mà đây luôn. Thì mình nói qua về công suất mà nếu mà để đi ha, thì khi mà các bạn mà sử dụng cái khối pin lithium 48V này nè, các bạn sử dụng mà các bạn dùng để đi bằng tay ga không á, các bạn đi bằng dùng bằng tay ga điện không á, thì nó giải quyết cho chúng ta là cái quãng đường là từ 30 cây cho tới 40 cây số luôn nha các bạn, là đi bằng điện nha, tay ga điện nha. Các bạn mà sử dụng mà đi bằng trợ lực điện đi, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đi được tới cái quãng đường tới 60 cây tới 70 cây luôn nha các bạn, với thời gian sạc là cực kỳ ngắn luôn, chỉ khoảng là 5 tiếng đồng hồ thôi. Các bạn gắm adapter vào đây, có thể tháo rời mang ra đâu sạc cũng được hết, hoặc là gắn trực tiếp vô xe sạc luôn, thời gian sạc cực kỳ nhanh luôn, khoảng 5-6 tiếng là ở đầy thôi, có thể giúp cho chúng ta đi một cái quãng đường dài ha, nhỏ gọn luôn ha, rút ra rút vô vô tư. Khi mà các bạn sử dụng gắn vào thì các bạn nhớ để cái chiều này nha, bạn đẩy vô một tay vịn nha, một tay vịn và một tay chúng ta có thể là đưa chìa khóa vào nha. Chào các bạn, hôm nay shop Chợ Lớn Sài Gòn bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe đạp trợ lực điện đời 2022 với thương hiệu là Genbu Hummer. Thì đây là một cái phiên bản màu mới nữa, shop mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem ha. Thì mình đã review cho các bạn rồi rất là nhiều về cái dòng Genbu Hummer này rồi, nhưng đây sẽ cập nhật cho các bạn là một cái phiên bản màu mới ha, với một cái màu phối giống như là xám đen ha các bạn ha. Cái màu này cũng giống như là nó đục theo kiểu xám á, mà như nó phối màu đen ha, nhìn rất cực kỳ thời trang luôn ha. Thì mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem chi tiết ha, và mình sẽ nói rõ lại về cái thông số của chiếc xe này cho các bạn xem nha.
Chi tiết lại cho các bạn xem về cái mẫu xe Genbu Hummer trợ lực điện với phiên bản là đi vành bánh căm nha các bạn. Thì cái chiếc xe này á, thì cái thông số thì nó cũng giống như những chiếc Genbu Hummer khác thôi, nó chỉ khác là cái màu phối mới thôi. Màu đây là màu xám đen nha các bạn. Thì các bạn muốn xem những cái màu khác, các bạn có thể truy cập vào những video mà shop review khác ha. Thì đây là cái màu mới nhất ha. Thì cái xe này thì mình sẽ giới thiệu lại ha. Thì chiếc xe này nó sử dụng là một cái khung nhôm aluminium siêu nhẹ ha, chịu được tải trọng cao rất là nhẹ nhàng ha các bạn. Thì cái khối pin mà 48V của nó là nó nằm gọn trong cái khung sườn này đây các bạn, nằm gọn vào đây thì nó sẽ chống cho chúng ta là chống nước nè, chống bụi nè, một cách là rất là thoải mái ha. Nhà các bạn thấy không, những cái tem này là họ đều là in thẳng vào trong cái khung sườn luôn, hoàn toàn là không có dán decal nha, nên nó làm rất là bắt mắt ha. Có cả mã QR để các bạn có thể quét vào để vô được cái trang chủ của hãng này nha. Và đây là xe chính hãng nha các bạn, thì họ sẽ có cái series số khung nha để họ bảo hành cho chúng ta nè. Đây có nguyên cái số series luôn ha. Nè các bạn thấy những cái mối hàng công nghệ mới của họ nè, nhìn rất là thẩm mỹ nha. Đây một bên nè, và ngay cái mối hàng mà của ngay cái chỗ gấp nè, nhìn rất là đẹp ha các bạn ha. Nhìn nó không có thô nha. Đây mình quay qua đây tiếp cho các bạn xem nè. Hàng thế hệ công nghệ mới nha các bạn, nhìn rất là đẹp ha. Thì bây giờ mình nói qua lại cho các bạn về cái tư thế lái ha. Thì cái chiếc xe này nó hơi hướng là xe về thể thao ha, đi leo núi ha. Nên nó trang bị cho chúng ta là cái cặp di động ngang để chúng ta có thể là ngồi lên một cách thoải mái, không có bị gù lưng nè, và không có bị mỏi mà khi chúng ta đi một cái hành trình dài ha. Xe được trang bị cho chúng ta là phanh đĩa trước sau nha các bạn, cực kỳ an toàn cho chúng ta sử dụng khi đi với vận tốc cao ha. Và tiếp đến là được trang bị cho chúng ta là bộ truyền động đến từ thương hiệu Mitronil đến từ Đài Loan, với là 3 đĩa trên và 9 líp dưới, cho chúng ta có thể là tăng chỉnh một cách thoải mái nhất nha các bạn. 3 đĩa trên và 9 líp dưới nha các bạn. Là đạp vô tư có vẻ có thể là tùy chỉnh tốc độ theo ý muốn của chúng ta ha. Thì một cái chiếc xe đi rất là thoải mái nha. Rồi tiếp đến thì cái điểm nổi bật của cái chiếc xe này là nó được trang bị cho chúng ta là cái vành bánh căm size 26 inch nha các bạn. Size 26 inch. Bề ngang là 2.10 nha các bạn. Với bộ răng bám đường cực kỳ tốt. Đây, bộ răng bám đường cực kỳ tốt ha. Và tiếp đến các bạn thấy đây là vành bánh căm thôi, nhưng mà cái khung của nó là vẫn là cái khung kim loại nhôm BU nha các bạn. Chống trượt rất là tốt, chống chày luôn. Nè các bạn thấy ha, chống chày luôn ha. Bánh 26 inch nha. Sử dụng phanh đĩa, cực kỳ an toàn khi chúng ta phanh nha, vào những cái đường trời mưa hoặc là cái đường mà nó không có được tốt lắm ha. Sử dụng phuộc lò xo nha các bạn. Phuộc lò xo cơ bản đủ cho chúng ta êm ái khi đi vào những cái cung đường xấu ha. Đây các bạn, đây phuộc lò xo ha. Và trang bị cho chúng ta là một cái đèn led đi vào ban đêm cực kỳ sáng luôn. Chút mình bật lên cho các bạn xem nha.
Nè, các bạn thấy cái đầu từ trên xuống nhìn rất là đẹp ha. Kiểu như là thể thao MTB ha. Nè, nhún rất là tốt nha. Khi mà các bạn di chuyển thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, mình tiếp đến là bây giờ mình sẽ quay qua ở giữa cho các bạn xem nha. Và cái chiếc xe này nó được trang bị thêm cho chúng ta là một cái phụt hơi ở giữa, giúp chúng ta có thể là êm ái hơn khi di chuyển. Cái phụt này hoạt động rất là tốt nha. Những dòng xe đạp mà có cái phụt này là phụt nhúng này á, là nó giúp cho chúng ta êm hơn ha, chịu được tải trọng tốt hơn. Đây các bạn, cái này nó có răng tùy chỉnh nha các bạn. Bạn nào tùy chỉnh, ví dụ như cần căng hay mềm thì cứ sử dụng ở đây. Và tiếp đến ha, cái gắp sâu nha các bạn. Cái gắp sâu này của chiếc Genbu Hummer này á, họ không có làm mà gọi là đơ nha. Họ có làm cho chúng ta là giống như là cái gắp U, để có thể là khi mà mình rớt vào ổ gà hay gì đó thì cái trục này nè, nó nhúng cùng xuống, thì nó sẽ giúp cho xe chúng ta êm ái hơn khi mà chúng ta sử dụng chiếc xe này vào những cái cung đường như là sình lầy ha, off-road hay này nọ ha. Sau cái bánh sau thì cái bề ngang của nó là vẫn như bánh trước thôi, vẫn được trang bị phanh dĩa sau cực kỳ an toàn, với khối motor thế hệ mới 400W nha các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem cái thông số nha. Motor đời mới 400W ha, cho công suất cực kỳ mạnh, 48V nha các bạn, 400W. Với hệ thống bộ truyền động 9 líp cho chúng ta là đạp êm ái hơn khi mà sử dụng mà không đi điện nha. Đến từ thương hiệu Mitronil ha. Đây Mitronil đây các bạn. Nó có cho chúng ta là một cái miếng cái thanh này để chống gãy cái cùi đề sau nha. Vỏ xe đến từ thương hiệu CST nha các bạn. Đây mình xoay lên cho các bạn xem. Thương hiệu này nổi tiếng về trong chuyên làm về những cái vỏ cao su cho xe đạp nha. Và bây giờ mình sẽ nói qua lại cho các bạn xem về cái khung nha. Và đây là cái yên xe. Cái yên xe này là nó theo hơi hướng thể thao ha. Ngồi thì cũng sẽ không có đau đâu nha các bạn. Cực kỳ êm ha. Mình ngồi thử rồi rất là êm. Cái cốp này là tăng chỉnh được cao nha. Bạn nào cao thì cứ vô tư thôi. Còn mà bạn nào mà có chiều cao hơi hạn chế thì cũng đừng có yên tâm. Vì cái cốp mình nó thấp lắm. Có thể là dành cho mấy bạn mét 6 ngồi được luôn. Cái trọng tâm chiếc xe nó cũng không quá cao nên các bạn cứ yên tâm, mấy bạn nào chiều cao thấp thì cứ thoải mái ha, không sao hết. Và tiếp đến thì bây giờ mình sẽ nói qua lại cho các bạn về cái gắp của chiếc xe này ha. Thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn trong nhiều cái clip rồi, nhưng mà mình sẽ thực hành lại cho các bạn xem luôn. Thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần gỡ chốt ra. Đây có chốt đây, các bạn gỡ chốt ra, các bạn ấn mạnh lên là cái chốt này nó sẽ tự bung ra. Và mình sẽ dùng một cái tay mình đẩy nhẹ qua thôi, và mình để xuống. Đó là cực kỳ nhanh luôn. Tháo pin này cũng cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ cần dùng chìa khóa, các bạn đẩy qua một cái thôi là cục pin ra. Đây mình đẩy ra cho các bạn nè, kéo ra ngoài luôn. Cục pin lithium 48V. Lithium 48V ha, gói gọn trong cái bàn tay mà đây luôn. Thì mình nói qua về công suất mà nếu mà để đi ha. Thì khi mà các bạn mà sử dụng cái khối pin lithium 48V này nè, các bạn sử dụng mà các bạn dùng để đi bằng tay ga không á, các bạn đi dùng bằng tay ga điện không á, thì nó giải quyết cho chúng ta là cái quãng đường là từ 30 cây cho tới 40 cây số luôn nha các bạn, là đi bằng điện nha, tay ga điện nha. Các bạn mà sử dụng mà đi bằng trợ lực điện đi, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đi được tới cái quãng đường tới 60 cây tới 70 cây luôn nha các bạn. Với thời gian sạc là cực kỳ ngắn luôn, chỉ khoảng là 5 tiếng đồng hồ thôi. Các bạn gắm adapter vào đây, có thể tháo rời mang ra đâu sạc cũng được hết, hoặc là gắn trực tiếp vô xe sạc luôn. Thời gian sạc cực kỳ nhanh luôn.
khoảng 5-6 tiếng là ở đầy thôi, có thể giúp cho chúng ta đi một cái quãng đường dài ha, nhỏ gọn luôn ha, rút ra rút vô, vô tư. Khi mà các bạn sử dụng gắn vào thì các bạn nhớ để cái chiều này nha. Bạn đẩy vô một tay vịn nha, một tay vịn và một tay chúng ta có thể là đưa chìa khóa vào nha. Hơi không thuận tay mình chút. Để mình quay qua đây cho mình làm dễ hơn. Tại vì nó dây điện nó bị vướng. Đây các bạn. Ví dụ như khi mà các bạn mà muốn lít vô ha, các bạn chỉ cần đưa chìa khóa vào đây. Bạn chốt qua. Chốt cái cây nào mà các bạn thấy mà nó nằm ra ngoài cái là đã làm xong rồi, rút chìa khóa ra ngoài luôn. Thì mình tạm thời mình để đây. Pin 48V lithium nhỏ gọn, nằm gọn trong khung sườn, cực kỳ an toàn luôn ha, cho chúng ta di chuyển ha. Nè các bạn mà khi á mình dùng đem đi du lịch ha, các bạn có thể đem đi du lịch nè. Thứ hai là các bạn nhà ở chung cư á, các bạn mà không có được đem, không thể đem một chiếc xe to lên, các bạn có thể gấp lại đem lên lầu luôn, hoặc là để ở bãi xe, kéo cả cục pin này đem lên lầu luôn. Hoặc nhà bạn nào có diện tích thấp á, có thể gấp lại cho nó đỡ chiếm. Tại vì nó có một cái chân này nè, để đây nè, nên các bạn cứ yên tâm mà các bạn chống nó nha. Đó. Cực kỳ tiện ha. Để gấp gọn cái xe này lại thì đơn giản thôi, các bạn đẩy lên, dùng một tay đẩy qua. Các bạn nhớ ấn chặt vào đây giúp mình nha, chặt vô. Rồi các bạn sử dụng còn cái tay ấn cái cạch cái. Các bạn nghe cái cạch mới được nha. Đó. Xong rồi sử dụng đây thôi. Rồi, vậy là đã hoàn thành cái công việc mà gấp gọn lại chiếc xe ha. Đó, khá đơn giản ha. Khung nhôm aluminium này thì cực kỳ nhẹ nhàng luôn, giúp cho chúng ta có thể là nhẹ nhàng hơn trong di chuyển ha. Giờ tiếp đến, trước khi mà mình sẽ bật điện cho các bạn xem ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình quay thử cái bộ truyền động này xem coi nó mượt mà hay không nha các bạn. Thì bây giờ là đầu tiên thì mình đang để cái đĩa này là ở đĩa mức 2. Thì bây giờ là mình sẽ quay cho các bạn xem ha, để bộ truyền động ha. Thì mình sẽ lên xuống cho các bạn xem thử coi nó có mượt hay không nha. Bây giờ mình lên cái mức cao nhất đi. Rồi, để mình đẩy lên cái nữa. Đó, cực kỳ nhẹ nhàng ha, cho chúng ta sử dụng nha. Đó, bây giờ mình là cái đĩa cao nhất rồi đó. Giờ mình xả xuống nè. Đó, xuống liền, rất là nhẹ nhàng nha. Thường là đi phố các bạn để đĩa 2 nha. Đó, cực kỳ nhẹ nhàng. Rồi, giờ mình chuyển qua đĩa nè. Chả đi qua đĩa khác nè. Đó, cực kỳ nhẹ nha. Đó, các bạn mà khi mà sử dụng mà truyền động đạp vậy là các bạn cứ yên tâm mà sử dụng nha. Vì được trang bị cái bộ truyền động rất là mượt mà ha, nên đạp vô tư có thể là tăng chỉnh ha. Và tiếp đến cái phần mà mọi người quan tâm nhất là cái phần điện này á, các bạn xem coi có mạnh hay không thì mình sẽ bật lên cho các bạn ha. Thì thao tác khá là đơn giản, các bạn không có ấn nút ở đây trước ha, các bạn sẽ sử dụng chìa khóa. Các bạn sử dụng chìa khóa ở đây, các bạn ấn vào đây. Thì cái hệ thống điện của nó sẽ tự bật lên nha. Đây nha các bạn, khi mà các bạn ấn lên thì sẽ hệ thống điện nó sẽ bật lên. Trước khi là bật lên các bạn phải ấn nút nha. Thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta là đầy đủ các thông số cơ bản ha, bao gồm mức pin nè, tốc độ nè, quãng đường chúng ta đi bao nhiêu nè, cấp độ số nha.
thì xe này mà các bạn mà muốn tăng chỉnh cấp độ số thì các bạn sẽ ấn vào đây nha. Cái này nút nguồn, cái này nút tăng chỉnh nè. Cái loại này là cái thế hệ mà LCD đời mới ha. Các bạn ví dụ như mà các bạn đang đi mà các bạn muốn trả về số 1 là các bạn ấn thêm cái nữa, nó về số 0 lại, các bạn chỉnh lên lại nha. Đó, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, quay qua bên đây mình sẽ cho các bạn xem về cái bật đèn, công tắc bật đèn của nó nha. Thì công tắc bật đèn thì nó không có tích hợp vô đây, nó làm hẳn một cái nút bên đây cho các bạn ha. Bật lên. Đèn LED trắng đi ban đêm cực kỳ sáng nha. An toàn cho chúng ta sử dụng nha. Và có nút còi nữa nha. Rất là lớn ha. Tại vì xe nhập khẩu thị trường châu Âu thì nó sử dụng LED trắng thôi. Đây ha các bạn ha, 5 cấp độ số nha. Thì vẫn giống như là cái cấu hình mà của những cái dòng Gen Bu Hummer mà shop mình đã từng review ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chỉnh ở cái mức cấp độ số 5 luôn, để cho các bạn xem coi là cái bánh sau, cái bộ truyền động motor của nó quay có êm và công suất có mạnh hay không nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái bánh cho các bạn xem sau trước, để xem coi là nó có mượt mà hay không nha. À, các bạn thấy khi mà mình quay cái bánh xe này, các bạn thấy anh rất là êm ái ha. Vì nó sử dụng cái khói motor không chổi than thế hệ mới ha, cực kỳ êm luôn. Tại vì mình quay trên không thì có thể nghe cái tiếng xích của nó lào xào thôi. Khi mà các bạn đi ở ngoài đường là hoàn toàn không nghe một tí âm thanh gì hết, cực kỳ êm luôn. Thì cái khói motor 400W này của nó sẽ cho ra, sẽ cho chúng ta ra cái công suất là đến 45 km/h nha các bạn. Cực kỳ mạnh ha. Là mình đang đi cấp độ số 5 nha. Các bạn có thể là tùy chỉnh đi cái cấp độ thấp hơn khi mà mới làm quen với cái dòng trợ lực điện này nha. Có thể điều chỉnh được. Rồi mình sẽ phanh thử cho các bạn xem coi là cái hoạt động của cái phanh sau mà nó an toàn hay không khi mà mình đang vít ga mạnh nè. Nè mình vít lại nè. Phanh hoạt động rất là tốt ha. Cực kỳ an toàn cho chúng ta mà khi sử dụng ha. Nam nữ gì đi sử dụng đều tốt hết. Và chiếc xe này là nó phù hợp với mọi lứa tuổi nha các bạn. Tại vì nó có thể là tăng chỉnh được nhiều cấp độ số. Nó không phải là cố định một cái cấp độ số cho chúng ta đi thôi. Tùy theo bạn nào mà thích tốc độ nhanh ha. Và bây giờ mình sẽ ngồi thử cho các bạn xem ha. Thì mình tầm 1m7 nha các bạn. Mình ngồi lên thử nè. Thì cái dáng người 1m7 mà khi mà ngồi lên cái chiếc xe này thì cực kỳ thoải mái ha. Ngồi lúc nào cũng thẳng. Nó không có quá chuối về đằng sau ha. Đạp sẽ cực kỳ an toàn luôn. Xe này thì nó có đi được hai chế độ nha các bạn. Một là đi tay ga, hai là các bạn đi trợ lực điện, ba là tắt đi hoàn toàn luôn. Đi như một chiếc xe đạp thể thao bình thường. Bạn nào mà muốn gắn ba ga thì gắn ba ga để chở đồ đằng sau là vô tư luôn, chở người gì cũng được hết. Thoải mái luôn nha. Và cực kỳ là mạnh luôn. Để biết thêm chi tiết á, các bạn có thể là truy cập vào website chợlớnsaigon.vn bên shop mình, hoặc các bạn gọi điện trực tiếp qua các số hotline bên shop mình để nhân viên bên mình tư vấn thêm cho các bạn nha. Và để xem thêm nhiều cái video review á, các bạn có thể là nhấn nút đăng ký và chia sẻ cái kênh xe đạp điện review bên shop mình để xem thêm được nhiều cái video khác về những cái mẫu xe ha, và xem được nhiều cái màu mới của thằng Gen Bu Hummer này mình sẽ cập nhật lên sau ha. Cảm ơn các bạn đã xem video review của shop mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review về những dòng xe đạp trợ lực điện sau.